kìa. Chưa mất hiểu á chưa. Kế tiếp thì sẽ tô màu áo. Hai lít nữa. Dạ. 2 lít nữa chị. Liu liu, xuống bây giờ. Máy xì chị không nghe chị. Gọi con bộ bánh trộn ơi. Hả, nó có xì á. Chết rồi. Sẽ phải tôm là biết không nghe. Tiếp theo là mẹ dùng cái ghẹ. Cái này một chút. Kế tiếp là nè. Tiếp theo nữa là sẽ là màu xanh. Tiếp theo nữa là sẽ màu đỏ. Tiếp là màu tím. Và sẽ tôi cái hùng này có là màu gì. Để chị gớt đi nữa. Dao chị ơi, cái dao.
con nha. Mẹ khẽ tay con nha. Nhìn đây. Con nắm tóc mẹ rồi mẹ khẽ tay con nha. Xin lỗi mẹ. Con tay xin lỗi mẹ. Quách gương để chứ từ lỗi. Rồi ta lại, không có gì. Không đó. Trời ơi, yêu chịu không kìa. Kế tiếp đó là màu tím cho đôi dép. Và hành phẩm của mình đã xong rồi nha mọi người. Đây chính là hành phẩm của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người.